đến với video tiếp theo. Tôi giới thiệu với các bạn từ tác phẩm Hoa Giấy. Thật là ngạc nhiên với cái vẻ đẹp của tác phẩm Tường Vi. Đúng như chúng ta vẫn thường hay nói chuyện với nhau, chơi Tường Vi chúng ta chơi theo bốn mùa. Và mùa đông thì chúng ta chơi phần xương, thân và tay chi, khoảng khuyu. Mùa xuân thì chúng ta chơi lộc. Lộc cũng như hoa, đẹp như thế này. Và mùa hè chúng ta chơi hoa. Nếu với cái hướng này mà tác phẩm Tường Vi được nổi bật trên nền màu trắng thì thật thật tuyệt vời. Tác phẩm Đơn Đỏ Bonsai Mini.
tác phẩm hoa giấy. Đến đây chúng ta thưởng thức tác phẩm hồng xiêm. Vâng, một cây ăn quả bonsai. Cùng nhau thưởng thức một tác phẩm xanh bonsai mini. Tiếp đến một tác phẩm Tùng La Hán rất là nghệ thuật. Đây nha. Và đến đây chúng ta cùng nhau chia sẻ một tác phẩm hoa giấy.
Vâng, trước khi kết thúc video, tôi cũng không thể không giới thiệu với các bạn một tác phẩm Nguyệt Quế. Một tác phẩm Nguyệt Quế dáng đổ mà đẹp, với cái đường nét rất nghệ thuật. Nguyệt Quế của ông Tạ Huỳnh. Vâng, với bóng dáng tổng thể của tác phẩm Nguyệt Quế, Đỗ Sinh cũng xin dừng video này tại đây để chúng ta chuyển sang những video tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.